Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin hôm nay. Chiều nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên với các tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh, tổ chức sơ kết hoạt động năm 2023, triển khai chương trình phối hợp năm 2024. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Năm 2023, Ban chỉ đạo tổ chức đi thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ mới, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tặng bò sinh sản cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh tư vấn cấp thuốc nhân đạo cho gia đình chính sách, tặng xe đạp cho các cháu học sinh, phối hợp xây dựng câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản. Năm 2024, Ban chỉ đạo tiếp tục phát huy thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên, trong đó tập trung tuyên truyền lễ kỷ niệm các hoạt động hướng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trước mắt, tổ chức thăm tặng quà gia đình quân nhân đang công tác tại biên giới hải đảo, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Trong tháng 1 năm 2024, thị xã Mỹ Hào đã sáp nhập 12 trường tiểu học với trung học cơ sở thành 6 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Nâng tổng số đến nay, toàn thị xã đã sáp nhập 16 trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Các trường được sáp nhập là trường tiểu học và trung học cơ sở phường Bần Yên Nhân, Bạch Sam, Minh Đức, Phan Đình Phùng, xã Dương Quang, Ngọc Lâm. Trước đó, thị xã Mỹ Hào sáp nhập các trường tiểu học với trường trung học cơ sở của xã Hương Long và Xuân Dục. Việc sáp nhập trường được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ mùng 1 tháng 7 tới, ngân hàng phải công bố thông tin những cổ đông nắm giữ từ 1% vốn cùng người có liên quan. Nội dung này trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được Quốc hội thông qua hôm 18 tháng 1. Theo đó, các ngân hàng phải tuân thủ nhiều quy định khắt khe hơn về tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng như việc minh bạch thông tin. Theo luật các tổ chức tín dụng ban hành từ năm 2010 hiện hành, các ngân hàng chỉ phải công khai thông tin của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành cùng người có liên quan. Tuy nhiên, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi vừa thông qua yêu cầu phải công khai họ tên cá nhân, tổ chức là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ cùng người có liên quan lên website ngân hàng. Những quy định mới giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông hoặc minh bạch thông tin với cổ đông nắm từ 1% vốn nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp sân sau chi phối hoạt động của ngân hàng. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines dành tặng những chiếc vé máy bay miễn phí để người lao động có hoàn cảnh khó khăn xa quê trở về nhà và sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chuyến bay yêu thương nối liền hai miền Tổ quốc sẽ đưa những người lao động ở các tỉnh thành phía Nam ra Bắc đón Tết. Hoạt động này nằm trong chương trình chuyến bay ước mơ hành trình đoàn viên năm 2024 do Vietnam Airlines phối hợp tổ chức cùng các tỉnh thành doanh nghiệp. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ chở miễn phí người lao động trên chuyến bay mang số hiệu VN218 khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội vào ngày 29 tháng 1. Không chỉ dừng lại ở đó, Vietnam Airlines cũng bố trí xe ô tô từ sân bay Nội Bài đến các bến trung chuyển nhằm hỗ trợ người lao động về quê nhà ở các địa phương nhanh nhất. Từ đêm qua, ngày 21 tháng 1, một đợt không khí lạnh khá mạnh ảnh hưởng đến Việt Nam, chủ yếu là các tỉnh miền Bắc. Dự báo nhiệt độ tại các khu vực núi cao có thể xuống sấp xỉ 0 độ C, kèm với mưa nhỏ nên người dân cần đề phòng khả năng sương muối và băng giá vào các ngày tới. Từ ngày hôm nay, 22 tháng 1, không khí lạnh đã tràn xuống rất mạnh đến các tỉnh miền Bắc. Do vậy, khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, sau đó không khí lạnh mở rộng từ khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Đợt không khí lạnh trên dự báo sẽ kéo dài, có khả năng đến hết tuần tới, ngày 27-28 tháng 1. Tuy nhiên, thời điểm rét nhất rơi vào khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 1 và có khả năng sẽ xuất hiện thêm đợt không khí lạnh bổ sung. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng sẽ xuống dưới 10 độ. Khu vực Trung Du có thể xuống dưới 7 độ, còn khu vực vùng núi cao có thể xuống mạnh sấp xỉ 0 độ. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 7 thửa đất của ông Đỗ Trọng Hùng và bà Đoàn Thị Tươi, anh Đỗ Văn Tuấn, chị Đỗ Thị Minh Phương có địa chỉ thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Căn cứ bản án số 25 ngày 4 tháng 11 năm 2019 và bản án số 35 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tòa án Nhân dân huyện Văn Lâm, ông Hùng, bà Tươi, anh Tuấn, chị Phương
là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng vận tải và thương mại Thành Đạt để thu hồi nợ cho ông Cao Bá Mạnh, kê biên đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần tư vấn xây dựng CDC để thu hồi nợ cho ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hưng Yên. Khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2024, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phạm Ngũ Lão phát hiện tại quán karaoke ven sông thuộc thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động do Lý Ngọc Đức sinh năm 1984 ở thôn Tiên Quán làm chủ có 12 nam nữ thanh niên đang nhảy múa bài lắc. Qua test nhanh chất ma túy, kết quả 11 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại phòng hát, lực lượng công an phát hiện trên bàn giữa phòng hát có một đĩa sứ. Trên mặt đĩa có chất bột tinh thể màu trắng, một túi ni lông màu trắng, viên màu đỏ, thân túi có hình mặt cười, một túi ni lông màu trắng, viên màu đỏ và một số vật chứng liên quan. Bước đầu các đối tượng khai số ma túy trên được nữ nhân viên tại quán karaoke là Đặng Thị Lệ, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, cung cấp 3 viên ma túy dạng kẹo và 2 túi ni lông ma túy dạng ke vào phòng hát. Gần 11 giờ, khói lửa bốc lên từ tầng 6, khu vực sản xuất nữ trang vàng bạc tại tòa nhà rộng khoảng 1.000 m2 của công ty trang sức công nghệ 3D trên đường Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò Vấp bốc cháy dữ dội, gần 40 nhân viên tháo chạy thoát thân trưa 22 tháng 1. Một số nhân viên đang làm việc phát hiện cháy đã hô hoán nhau dập lửa, song bất thành. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, nhiều người ở các lầu chạy ra núi thang bộ thoát xuống dưới. Khói đen từ tòa nhà tỏa mù mịt ra trường học, đối diện và khu dân cư. Khi cháy có phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó nhiều xe chữa cháy cùng gần 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng tiến vào bên trong dập lửa, đồng thời chống cháy lan. Sau 20 phút, ngọn lửa được khống chế, sự cố không gây thiệt hại nghiêm trọng, tất cả nhân viên an toàn. Sau khi ứng cử viên Ron DeSantis tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định này, trong khi ứng cử viên tiềm năng khác của Đảng Cộng Hòa là bà Nikki Haley tuyên bố tiếp tục đối đầu với ông Trump. Cựu Tổng thống Trump đã cùng với những người ủng hộ của ông tiến hành ăn mừng chiến thắng tại một sự kiện vận động tranh cử diễn ra ở New Hampshire, sau khi thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, thông báo từ bỏ cuộc đua và tuyên bố ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, phát biểu tại sự kiện tranh cử cũng tại New Hampshire, ứng cử viên Nikki Haley tuyên bố bà đã sẵn sàng để làm nên lịch sử trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Dự kiến cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire sẽ diễn ra trong ngày 23 tháng 1. Truyền thông Iran đưa tin, nước này đã phóng thành công vệ tinh Soraya vào quỹ đạo, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình không gian của quốc gia Hồi giáo. Thông báo cho hay, vệ tinh thuộc sở hữu của tổ chức không gian Iran đã được đưa vào quỹ đạo cách trái đất khoảng 750 km. Đây là quỹ đạo cao nhất từ trước đến nay mà vệ tinh của Iran đạt được. Việc phóng thành công Soraya là cột mốc quan trọng với Iran, thể hiện năng lực chế tạo và phóng vệ tinh ngày càng phát triển của đất nước. Thông báo cũng cho biết, vụ phóng này là một phần trong chương trình vũ trụ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, cùng với chương trình không gian dân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo. Mặc dù mục đích chính thức của Soraya chưa được công bố, nhưng giới chuyên gia cho rằng vệ tinh này có thể được sử dụng cho các mục đích như viễn thông, thu thập dữ liệu về môi trường hoặc giám sát. Thành công của Soraya chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và các quốc gia phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Xuất khẩu kim chi năm 2023 của Hàn Quốc đã xác lập kỷ lục mới với hơn 44.000 tấn. Kết quả này có được là nhờ sự lan tỏa của các nội dung giải trí Hàn Quốc, trong đó kim chi là một biểu tượng văn hóa của quốc gia Đông Bắc Á. Số liệu tổng hợp công bố ngày 21 tháng 1 của Cục Hải quan Hàn Quốc cho thấy tổng lượng kim chi xuất khẩu năm 2023 đạt hơn 44.000 tấn, tăng 7,1% so với mức kỷ lục 42.000 tấn được thiết lập năm 2021. So với năm ngoái, giá trị xuất khẩu của kim chi tăng 10,5%, đạt 155,6 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản là đối tác nhập khẩu kim chi nhiều nhất từ Hàn Quốc với hơn 20.000 tấn, tiếp theo là Mỹ và Hà Lan
nhập khẩu lần lượt là hơn 10.000 tấn và gần 2.000 tấn. Nước này đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu kim chi lên 300 triệu đô la Mỹ vào năm 2027, với hàng loạt kế hoạch hỗ trợ sản xuất, ổn định nguồn nguyên liệu và tăng cường quảng bá. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.